Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn là các loại động cơ giảm tốc không dùng chổi than. Thì ở đây mình có hai dòng động cơ dành cho lắp lên cầu trực tiếp và động cơ có cái đầu giảm tốc. Đối với những cái dòng động cơ có đầu giảm tốc ấy thì các bạn về dùng nhông xích hoặc là dùng trục các đăng. Còn đây là những cái dòng động cơ lắp lên trên cầu thì nó dài gần như là nó không có cái đầu giảm tốc mà tất cả đều sử dụng nhông gắn trực tiếp ở trên cái động cơ như thế này. Đấy, thì nó sẽ được cấy vào với lại các cái loại hộp số. Đây ví dụ điển hình như là những hộp số như này đây. Đấy, nó gắn vào hộp số như này. Thì các bạn thường thường những cái dòng động cơ này lắp lên cầu thì cái tốc độ động cơ của nó là 3.000 đến 3.300 vòng trên phút. Qua hộp số thì nó sẽ giảm đi khoảng 10 lần đối với lại số nhanh và 20 lần đối với những hộp số chậm. Đấy. Đối với những cái loại hộp số có hai số thì thường thường là nó sẽ giảm đi 8 lần đối với hộp số nhanh và 20 lần đối với hộp số chậm. Còn đối với những cái dòng hộp số chỉ có một số, không có số nhanh số chậm thì nó sẽ giảm đi 10 lần. Đối với những cái cầu lớn này như thế. Đối với những cái cầu lớn này thì nó cũng có loại hộp số giảm đi 8 lần. Thì bên mình có cái loại hộp số giảm đi 8 lần thì là các bạn sử dụng xe chơi thôi. Còn giảm đi 10 lần thì để các bạn làm xe chở hàng. Thì với những cái dòng động cơ giảm có cầu như thế này thì tốc độ thường thường nó cũng chỉ có 3.000 vòng trên phút thôi. Tuy nhiên thì có một số cái dòng động cơ mình đặt riêng để các bạn làm xe 4 bánh ấy, thì có tốc độ là 4.200 vòng trên phút cho đến 4.800 vòng trên phút thì tốc độ nó nhanh hơn một chút. Còn giới thiệu với các bạn thì đây là dòng động cơ có giảm tốc ấy, thì nó là dạng sử dụng bánh răng hành tinh. Những cái dòng động cơ này thì hôm trước mình có nói là thì bên mình chuyên bán những cái dòng của hãng Uli Motor đây các bạn này. Đấy, nó có chữ Uli Motor. Sập lỗi. Thì những cái dòng này mặc dù cân nặng thì rất là nhẹ nhưng mà mình đã nói rồi, nó sử dụng vỏ nhôm. Cho nên là nó nhẹ thôi nhưng thực chất là ruột nó rất là nhẹ. Còn đây nha, điển hình như một cái con động cơ này. Đấy, cũng là giảm tốc này này. Đấy, nhưng nó là thân vỏ gang này. Thì mặc dù cân nặng thì nó nặng hơn đấy, nhưng nếu mà nói về chất lượng dây điện điện ở bên trong và độ nặng của cái ruột động cơ thì chưa chắc đã hơn con Uli motor này đâu. Nó nhẹ hơn nhiều và tất nhiên thì nếu so sánh cùng công suất thì giá thành của nó là rẻ hơn. Đấy. Ví dụ như con Uli motor này công suất là 2.200 thì cái con vỏ gang này công suất 3.000 nhưng mà giá tiền thì con 2.200 này còn cao hơn cả con 3.000 cơ. Đấy, nên là hàng nào chất lượng hơn thì các bạn cũng tự so sánh được. Đây là những cái dòng điều khiển này. Dòng điều khiển là 1.000W này. Dòng điều khiển 1.000 nó rất là to các bạn nhé. Đấy, thì dòng 1.000 thì nó là dòng, đây là dòng 1.200 này. Dòng 1.200 là dòng 5556A này. Còn đối với những cái dòng 1.000 thì nó có 45A thôi. 45A là nó 18 sò. Còn 56A là nó là 24 sò. Đấy.
nó nhiều sò hơn thì dòng nó khỏe hơn nhiều, thì nó phù hợp đối với những dòng động cơ lớn đấy. Như cái con này là con này, như con này là 2.200 W này đấy, các bạn nhìn 2 ký 2 này, và con này nó 95A các bạn ạ. 95A là nó xài 36 sò đấy, các bạn nhìn này, nó rất là to đấy. Hoặc là như cái con điều khiển này, con này là 800 W này, 800 W này là 42A này, con này nó là 18 sò này đấy. Mặc dù nó là 800 W thôi, 850 W, 800 W, nhưng mà giá thành thì nó cao hơn hẳn so với cái dòng điều khiển dành cho xe đạp điện các bạn nhé. À, xe đạp điện thì cũng 800 W và 1.000 W đây, nhưng giá nó rẻ hơn. Đấy, đây điều khiển nhà mình rất là nhiều các bạn này, chuyên phục vụ cho cái dòng lớn này. Thì mình bán cái đồ xe 3 4 bánh này lâu rồi, cho nên là những cái dòng điều khiển phù hợp với lại động cơ nào là mình quen hết rồi. Đấy. Không như một số nơi mới làm cái về phần động cơ điện này thì cái độ am hiểu về cái động cơ và điều khiển phù hợp là người ta chưa thể 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 bằng mình được. Mình làm lâu rồi cho nên là con nào dùng được là mình biết hết. Chứ các bạn dùng những cái dòng điều khiển nhỏ nhỏ tuy là cũng ghi 1.000 nên nhưng không thể đáp ứng được các bạn ạ. Đấy. À, đối với những cái dòng động cơ giảm tốc như này thì bên mình có các cái cỡ là 1.000 W, thấp nhất là 1.000 W, 1.200 W, 1.500 W, 2.200 W. Đấy. Còn cái động cơ màu xanh này thì bên mình có cả loại 3.000 W cơ. Đấy. À, đấy là đối với những cái dòng động cơ cầu lớn. Và còn cái dòng động cơ cầu nhỏ kia thì nên là dòng động cơ cầu nhỏ này. Đấy. Dòng động cơ cầu nhỏ này thì nó có công suất lớn nhất là 1.000 W, 1.500 W và nhỏ nhất là 500 W. Điện áp thì có loại 48V, 60V, 24V và 72V. Thì chia sẻ với các bạn một chút là với khái niệm điện áp vôn ấy, thì các bạn đừng chọn những cái công suất lớn, đừng chọn vôn thấp. Thì vôn càng thấp ấy, thì điều khiển nó càng chịu dòng cao, nó khó bền, nó không bền. Đấy. Thì vôn càng cao càng tốt. Còn quãng đường đi thì tất nhiên nhiều bình thì càng đi được nhiều. Tuy nhiên nhiều bạn bảo nhiều bình thì tốn bình hơn, nhưng mà về thực tế thì như thế này, dù là nhiều bình hay ít bình thì cuối cùng cũng là km các bạn đi được. Đấy. Ví dụ các bạn cần đi một cái quãng đường là 50 km trên giờ, thì nếu các bạn chạy 4 bình thì bình các bạn phải to là bình 50A chẳng hạn. Tuy nhiên thì nếu các bạn chạy cũng 50 km trên giờ, cũng 50 km một lần sạc, thì các bạn chạy 6 bình thì nó chỉ cần bình 20A thôi. So sánh về cái giá tiền thì là như nhau. Đấy. Thì các bạn lưu ý là như thế. Mình nghĩ là các bạn làm xe thì nên lựa chọn 60V đến 72V là ok. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Video hôm nay thì mình chỉ xin giới thiệu đến các bạn về các phần là động cơ thôi. Còn mình còn nhiều cái mặt hàng khác nữa. Các bạn đón xem video sau nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Các bạn chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ và bật chuông thông báo khi nhận được những cái video mới đăng lên. Rất là cảm ơn các bạn rất là nhiều.